đây là con người vàng này các bạn thấy không? Cái những người trồng cây ăn trái là rất là căm thù con người này nè. Thì nhà mình hôm nay đã làm cái bẫy đuổi con người này thử làm sao. Chào cả nhà. Thì cây vú sữa này của nhà mình trồng nay cũng lâu rồi các bạn. Trồng nhánh thì cho trái thì tính ra cũng được khoảng 3 4 mùa trái rồi, nhưng thật sự các mùa ba không ăn được các bạn. Trái nhiều lắm nhưng mà không ăn được. Lý do là bị ruồi vàng á, nó đục hư trái hết, nên mình nhà mình có nghe dân gian thì treo thử cái bẫy này nè các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Đây là cái chai dầu ăn loại 5 lít đó các bạn. Sau khi sử dụng hết dầu ăn thì nhà mình tiến hành khui ở bên hông của cái chai các bạn khoảng 2 lỗ hoặc là 4 lỗ. Thì cái lỗ thì đường kính là khoảng 88 cm đó các bạn, đường kính khoảng 8 cm. Thì sau khi đó thì đổ thuốc 396 vào. Thì cái này là lấy cái mùi hôi của thuốc đó các bạn. Tại đây là thuốc trừ sâu. Nên khi mình treo như thế này nè là cái mùi hôi của thuốc nó bay ra, sẽ làm cho con vật nó nghe cái mùi thuốc sâu này nó bay đi. Thì cơ bản thì nhà mình đã treo cái này được cũng khoảng 1 tuần rồi đó các bạn. Thì thấy lượng ruồi vàng nó bay đi cũng khá nhiều các bạn. Nó hạn chế lại đục vô cái trái. Thì nhớ những cái mùa trước đó thì cái trái á, nó lớn cỡ ngón giò cái mà các bạn, là ruồi vàng đục nhiều lắm. Nhưng mà mùa này là mình thấy khá ít. Nè các bạn thấy không? Ruồi vàng khi mà trái ra khoảng ngón chân mình là ruồi vàng bay lại nhiều lắm. Mình đứng chút xíu mà nó bay đậu tay mình luôn đó. Đây mình sẽ quay các bạn xem khung cảnh xung quanh ha. Thì cây cỡ này thì trái nhiều lắm các bạn. Nhưng mà nếu các bạn không chăm sóc kỹ thì hầu như là các bạn sẽ không ăn được trái nào hết. Đó thì như cái cây này đó là mình treo hai can thì mình chế thuốc 3.6 vô, thuốc trong 3.6 hoặc là 3 size cũng được. Các bạn treo cái loại thuốc kích cái mùi á, cái mùi nó nặng á. À, bạn thấy không? Thì bạn thấy cái gì đó đỏ không, là mình cũng đã có làm cái bẫy bằng nước đường và mật ong á. Thì cái video sau mình sẽ chia sẻ về cái bẫy đó. Thì mình đã làm cái bẫy đó mình treo được cũng khoảng hơn 10 bữa rồi. Thì sau đó thì đồng thời thì ba mình cũng có làm cái hai cái bẫy bằng xông mùi thuốc. Thì có cái nào hiệu quả thì mình sẽ quay hai cái bẫy này luôn các bạn xem. Thì bữa nay mình sẽ quay cái bẫy này ha. Cái bẫy này là bẫy đuổi đi chứ không phải là thu hút các con ruồi vàng vô các bạn. Trái đẹp, mùa này mùa mưa rồi nó ra trái nè. Bạn thấy không? Ruồi nó u ở dưới đó. Hai con. Thì cái con này là nó sẽ đục vô cái trái này, nó đẻ trứng rồng các bạn. Thì khi mà cái trái mình già thì cái trứng cái con ruồi vàng nè nó biến thành con dồi, người ta ăn luôn cái trái này, thì lúc đó cái trái này nó sẽ hư luôn. Thì về cơ bản thì treo cái này được cũng khoảng tuần rồi thì thấy nó cũng hạn chế bay lại á các bạn, nó hạn chế nhiều lắm nhưng mà thấy nó vẫn còn bay lại chứ nó không phải là đi luôn hết các bạn. Thì để mình treo một thời gian nữa thì hiệu quả như thế nào mình sẽ cập nhật các bạn nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.
Đây là một số trái nè các bạn. Thì cái dấu đen đen như là có thể là đã bị con ruồi vàng nó đục vào rồi đó các bạn. Thì theo mình đoán là những trái này tới đây là nó sẽ hư luôn, không thể lớn, hoặc là nếu lớn thì cũng không ăn được. Đây còn như hai em ruồi vàng đang đang quần nhau nè các bạn, đục những tìm những cái trái mơn mởn để mà phá hoại tiếp nè các bạn, không thể chấp nhận được. Thì xin cảm ơn các bạn đã xem video. Thì bạn nào có cái cách diệt ruồi vàng hay hơn thì xin các bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm để mà chúng ta có một cái khu vườn với những trái cây ngon lành nhất. Xin cảm ơn các bạn nha.